Đau mắt đỏ, cách điều trị an toàn, nhanh chóng, hiệu quả và đơn giản tại nhà. Thời tiết chuyển mùa là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bùng phát, trong đó bệnh đau mắt đỏ là bệnh lành tính. Nhưng nếu không điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như viêm, loét giác mạc và có thể dẫn đến mù lòa. Hôm nay, nhà thuốc Mỹ Kim sẽ chia sẻ cho các bạn về căn bệnh đau mắt đỏ, cách phòng điều trị và các thực phẩm nên, không nên ăn. Mời các bạn hãy theo dõi hết video dưới đây nhé. Đầu tiên, đau mắt đỏ là gì? Đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm giác mạc. Nguyên nhân gây ra đau mắt đỏ là do nhiễm vi khuẩn, virus hoặc phản ứng dị ứng. Mặc dù đau mắt đỏ gây kích thích mắt, nhưng hiếm khi thấy ảnh hưởng đến thị lực. Đau mắt đỏ còn có nguy cơ lây nhiễm cao trong vòng 2 tuần từ khi mắc bệnh, nên việc chẩn đoán sớm và điều trị là rất quan trọng. Nguyên nhân và dấu hiệu của bệnh đau mắt đỏ. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh đau mắt đỏ là do virus adenovirus hoặc do vi khuẩn như liên cầu, tụ cầu, phế cầu gây ra. Bình thường gặp vào mùa hè đến cuối mùa thu, khi thời tiết từ nóng nắng chuyển sang mưa, độ ẩm không khí cao khi giao mùa. Đây là thời điểm cơ thể con người, nhất là những người nhạy cảm với thời tiết, dễ bị mệt mỏi, hệ thống miễn dịch suy yếu nên rất dễ nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, môi trường nhiều khói bụi, điều kiện vệ sinh kém, sử dụng nguồn nước ô nhiễm, dùng chung đồ vệ sinh như khăn, gối, mặt cũng là điều kiện thuận lợi cho bệnh tái phát và bùng chuyển thành dịch. Triệu chứng của bệnh đau mắt đỏ. Bệnh đau mắt đỏ được biểu hiện chính bằng mắt đỏ và có gàn. Người bệnh thường đỏ một mắt trước, sau đó lây lan mắt thứ hai. Triệu chứng thường gặp là người bệnh cảm thấy khó chịu ở mắt, sau đó cộm như có hạt cát trong mắt. Buổi sáng ngủ dậy, hai mắt khó mở như dính chặt nhau. Giữa mắt có thể màu xanh hoặc màu vàng tùy theo bệnh nhân. Mi mắt sưng lên, mọng, mắt đỏ, đau nhức, nổi cộm, chảy nước mắt. Một số trường hợp viêm kết mạc màng giả thường lâu khỏi hơn những trường hợp khác. Khi bị đau mắt đỏ, người bệnh cũng có thể thêm các triệu chứng như mệt mỏi, sốt nhẹ, đau họng, ho, xuất hiện hạch ở tai. Thông thường, người bệnh vẫn thấy bình thường, thì lực không bị suy giảm, nhưng nếu để bệnh nặng, mắt người bệnh có thể phù đỏ, có màng trong mắt, xuất huyết dưới kết mạc, hậu quả sẽ lớn hơn nếu như để lâu. Các con đường lây bệnh đau mắt đỏ. Đầu tiên, tiếp xúc trực tiếp với người bệnh qua đường hô hấp, nước mắt, nước bọt, bắt tay, đặc biệt là những người mắc bệnh rơi vào những nơi chứa nhiều virus phát tán. Cầm, nắm, chạm vào những vật dụng nhiễm nguồn bệnh như tay nắm cửa, nút bấm, cầu thang, điện thoại, đồ vật, đồ dùng cá nhân của người bệnh như khăn, mặt, chậu rửa mặt, dùng chung, đồ sinh hoạt. Sử dụng nguồn nước bị nhiễm mầm bệnh như ao, hồ, bể bơi. Các thói quen hay dụ vào mắt, sờ vào mũi, vào miệng. Tại bệnh viện, công sở, lớp học, nơi làm việc, nơi công cộng, trên xe buýt v.v. những nơi có mật độ đông dân cư, cự ly gần là nguồn rất dễ lây bệnh. Cách xử trí khi có người bị mắc bệnh hoặc nghi bị đau mắt đỏ. Đầu tiên, lau rửa ràng, giữ mắt ít nhất 2 lần một ngày bằng khăn giấy ẩm hoặc bông. Lau xong vứt bỏ khăn, không tái sử dụng lại. Không chà vào mắt lành, thuốc nhỏ mắt của mắt đang bị nhiễm khuẩn. Tránh khói bụi, đeo kính mát cho mắt. Những trẻ em bị bệnh nên nghỉ học, không cho trẻ đến trường những nơi đông người trong thời gian bị bệnh. Khi trẻ bị đau mắt đỏ, thông thường một bên mắt sẽ bị trước. Bố mẹ và người nhà cần chăm sóc thật kỹ, cẩn thận để tránh lây nhiễm con mắt còn lại cho bé. Cho trẻ nằm nghiêng một bên, nhỏ mắt rồi dùng rạc y tế lau hay rửa ràng, giữ mắt kia chảy ra bên ngoài. Người bệnh cần được nghỉ ngơi, cách ly, dùng thuốc theo đơn của thầy thuốc, không tự ý mua thuốc nhỏ mắt, không dùng thuốc nhỏ mắt chung của người khác. Khi có các dấu hiệu đau mắt, phải đến các cơ sở y tế được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời, đừng để tình trạng dẫn đến quá nặng. Bị đau mắt đỏ nên ăn gì cho nhanh hết bệnh? Đầu tiên, cà rốt. Cà rốt là một trong những loại thực phẩm tốt nhất cho mắt vì chúng có lượng beta-carotene cao, chất sẽ chuyển đổi thành vitamin A, làm cho võng mạc và các bộ phận khác của mắt khỏe hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ ăn cà rốt không thì không thật sự giúp đôi mắt bạn khỏe mạnh, vì vitamin A sẽ không phát huy hết hiệu quả. Do đó, bạn nên ăn cà rốt kết hợp với một số loại thực phẩm khác để giúp mắt và phòng ngừa bệnh tật tốt hơn. Thực phẩm thứ hai, rau xanh. Các loại rau xanh chứa rất nhiều các chống oxy hóa carotenoid, cụ thể là lutein và xanthanin. Hai carotenoid này được tìm thấy trong võng mạc, giúp mắt của bạn nhìn thấy chi tiết, nhìn gần và tốt hơn.
Lutein cũng được biết đến là một chất hỗn hợp hấp thụ ánh sáng màu xanh. Điều này giúp bạn duy trì các chu kỳ giấc ngủ và phản xạ học tập tốt hơn. Bạn nên chọn những loại rau xanh như cải xoăn, cải bó, rau mồng cầu vồng, rau cải bổ, rau cải xanh và bắp cải con vì chúng chứa hàm lượng lutein cao nhất. Thực phẩm thứ ba, ớt chuông cam. Theo một nghiên cứu do tạp chí Anh xuất bản, ớt chuông có hàm lượng zeaxanthin rất cao so với 32 loại quả và củ khác nhau. Kết hợp ớt chuông cam và các loại rau xanh khác trong một bữa ăn cũng có thể cung cấp cho bạn lượng lutein và zeaxanthin rất cao. Do vậy, bạn có thể nên bổ sung các loại thực phẩm này khi bị đau mắt đỏ. Thực phẩm thứ tư, lòng đỏ trứng. Lòng đỏ trứng chứa một lượng lutein và zeaxanthin thấp nhưng lại có chứa các hợp chất cần thiết sức khỏe như chất béo, chất đạm lành mạnh. Mặc dù lượng lutein và zeaxanthin thấp, nhưng ngược lại, hai thực phẩm này có thể giúp cơ thể bạn hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Vì vậy, ăn lòng đỏ trứng có lợi cho mắt của bạn hơn so với các thực phẩm giàu carotenoid. Theo Hiệp hội Sinh học Thực hiện ở Hoa Kỳ, việc kết hợp trứng với lại salad có thể giúp bạn tăng cường hấp thụ carotenoid gấp 9 lần. Tuy nhiên, trước khi chế biến lòng đỏ trứng, bạn nên chú ý rằng nhiệt độ cao để làm phân hủy lutein và zeaxanthin, làm giảm chất lượng oxy hóa mà mắt bạn có thể hấp thụ. Do đó, để hấp thụ chất dinh dưỡng của trứng một cách tốt nhất, bạn nên ăn trứng luộc hoặc lòng đỏ trứng sống. Thực phẩm thứ năm, dầu cá. Dầu cá chứa rất nhiều omega 3, một loại chất béo mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn, nhất là đôi mắt của bạn. Omega 3 có thể giúp bạn giảm cơ thoái hóa võng mạc mắt xuống 60%. Ngoài ra, omega 3 có thể giúp ngăn ngừa tình trạng viêm, giúp bảo vệ mắt của bạn khi bị đau mắt đỏ. Theo một nghiên cứu đăng tạp chí trên Soprix, tình trạng đau mắt đỏ ở những người thông thường thường xuyên uống dầu cá omega cải thiện đáng kể so với những người chỉ sử dụng thuốc kháng viêm, nông corticoid. Thực phẩm thứ 6, cây lý chua đen. Cây lý chua đen có hàm lượng anthocyanin cao, dao động từ 190 đến 270mg trong 100g loại quả này. Anthocyanin có thể giúp bạn cải thiện thị lực và khả năng nhìn thấy các vật thể ở nơi khoảng cách xa nhất đối với bạn. Thực phẩm thứ 7, quả việt quất. Việt quất chứa hàm lượng anthocyanin cao. Điều thú vị ở đây là chất chiết xuất anthocyanin từ việt quất rất khác với chiết xuất của các chất này của quả lý chua đen. Theo các nghiên cứu của phòng thí nghiệm, anthocyanin từ quả việt quất có khả năng giúp bạn phòng chống tình trạng viêm ở mắt tốt nhất. Một số điều cần lưu ý khi bạn bị đau mắt đỏ. Để ngăn ngừa sự lây lan và tồi tệ hơn của bệnh đau mắt đỏ, bạn nên lưu ý một số biện pháp như sau. Đầu tiên, rửa tay thật sạch thường xuyên, sử dụng mắt kính để bảo vệ mắt trong khi bơi lội, tránh va chạm hoặc dụi vào chỗ mắt sưng. Khi sử dụng băng gạc để điều trị nhiễm trùng, sau khi thay gạc, bạn phải vứt bỏ vạt cũ ngay lập tức để người khác không tiếp xúc với gạc bị nhiễm khuẩn. Với những thông tin mà nhà thuốc Mỹ Kim đã chia sẻ cho các bạn phía trên, hy vọng sẽ giúp ích các bạn hiểu rõ hơn về căn bệnh đau mắt đỏ để biết cách điều trị cũng như các thực phẩm nên hay không nên ăn khi mắc bệnh. Đừng quên bấm like, share và chia sẻ đến nhiều bạn bè hay người thân để họ cùng biết và đề phòng.